Nếu không có Việt Kiều thì Việt Nam sẽ chết, anh nghĩ sao? Nghĩ mày điên. Tại vì á, Việt Kiều mới có gần đây thôi. Lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước của cha ông ta, tao không thấy bóng Việt Kiều đâu hết á. Nhưng mà tao chỉ cần tán mày câu nhẹ nhàng tình cảm, không gây mất đoàn kết luôn. Không có Việt Nam, Việt Kiều sống còn gì vui. Đúng không? Tức là không có Việt Nam, Việt Kiều vẫn sống được, nhưng mà còn gì vui. Việt Kiều sống lên đọc báo cũng phải ráng, me me báo trong nước đã nó viết gì để nắm tin. Rồi xong rồi lên bình luận bình phẩm này nọ khen chê các kiểu kiếm tiền. Không, kiếm tiền là số đối tượng nhỏ thôi, còn đối tượng kia nắm tin thôi. Rồi còn đàn ông cô đơn cũng lên mới thoát thoát cái đó kiếm. Nó nhiều cái lắm các bạn. Chưa kể khi người ta còn gia đình ở đây nữa. Đúng không? Người ta là Việt Kiều, người ta còn gia đình ở Việt Nam. Vậy thì nếu mà nó không có Việt Nam thì không có gia đình nữa luôn. Vậy đâm ra tự nhiên ta còn có mình ở nơi xứ lạ quê người. Thì vui chỗ nào? Nói về tình cảm rồi mấy em. Có một thắc mắc nhờ Duy Nguyễn giải thích giùm, tại sao khi công dân Mỹ đi lính về thì người nhà người thân họ mừng rỡ vậy? Không lẽ xác định đi lính bên Mỹ là khó khăn trở về chứ không phải tới ngày là được xuất ngũ như Việt Nam mình sao? Hỏi tại trận á, lính hỏi tại trận đi, tại trận trả lời cho nghe. Còn lính Mỹ là lính chết ít nhất thế giới. Có nhiều tập đoàn rời TQ, anh có suy nghĩ gì không anh? Cái gì tới thì nó tới thôi em. Cái gì là bản chất thì sao quay trở lại bản chất em. Tìm hiểu TQ mới thấy ông Mỹ cũng thăm nho. Ví dụ từ thời cụ 45 viện Khổng Tử trên toàn thế giới hoạt động không hiệu quả. TQ có kế hoạch đóng cửa bớt mà cụ 45 đâm xuồng bể ký lệnh hành pháp cho đóng luôn. Không cái bế đầu hên xui rồi tính tính khí khô bên Canada với bên kia bên Anh này nọ nó quậy dữ lắm luôn mới đóng không nội. Chứ nhiều khi ông mở ra ông nhồi sọ văn hóa đó chứ không đùa đâu. Mà ở bên phương Tây người ta cũng dễ thương nữa, người dân á, người dân phương Tây người ta dễ thương lắm, người ta nhìn thấy gì lạ lạ là người ta học. Mà tự nhiên thấy trên đời xuất hiện ông Tôn Tử, vô học học không nói gì, rồi xong ủa Khổng Tử là ông nào nghe tụi bay ca ghê vậy, xong rồi cái ừ cũng bay vô học 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 học. Đó là lý do mà bên phương Tây cũng có những cái trường người ta nghiên cứu về cái đó, tại vì bên bên bển nó giàu rồi, nó dư ăn rồi, nó không biết nói làm sao cho em hiểu nữa. Tức là cái dạng như là nó học học gì tri thức chứ nó không cần học cái đó ra kiếm tiền luôn á. Mà học kỳ ha, anh đi bên Mỹ ha, có mấy student, mấy sinh viên nó ngồi nó đi làm, nó đi khảo 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 cổ á, nó đi đào đi điếc, hỏi mày làm có tiền nhiều không, không ai, người ta bon so nhiêu ăn nhiêu à, nó vậy cũng chơi. Mình thích mấy cái nature lắm. Có những cái ngành đó ở bển kiếm được rất nhiều tiền nhưng mà ở đây chết đói. Ví dụ bác sĩ tâm lý, ồ bác sĩ tâm lý bên Mỹ bên mấy nước G7 kiếm tiền nhiều lắm em hiểu không. Nên khi mà thống kê ra những người nào bị bất ổn tâm lý ở nước nào nhiều, toàn là mấy G7 nhiều không à, tại tụi nó có đi khám nó mới vô sổ, nó vô Excel. Còn ví dụ như Tú, Tú điên tới nơi rồi, Tú đâu đi khám đâu nên Tú cũng không có tên luôn. À, TQ có binh pháp Tôn Tử, Khổng Tử ghê gớm, Mỹ không có gì vẫn nhất thế giới, hài thật. Mỹ nó thực tế, nó sổ nho mày ơi. Phe Mỹ nó có gì, nó có quyền anh đó. Nó đâu cần triệt quyền đạo, nó đâu cần vịnh xưng quyền, gì phục hy, gì hà giáng long thập bát chưởng, rồi độc độc cô cửu kiếm, rồi má gì tào lừa luôn, hết nhớ nổi rồi. Đúng không? Rồi mày thấy Robin Hood không? Robin Hood chỉ cầm cái cung bắn cái tên này, exact, gọi là gì accurate, accurate không accurate thì học thôi, chứ đâu có mà gì dạng tiễn xuyên tâm đâu, tam tiễn định thiên sơn của Tiết Nhân Quý rồi đâu. Nên có gọi là cái văn hóa phương Đông á, là mấy em phải hiểu là cái văn hóa mộng mị, mấy văn hóa chơi chữ, mấy văn hóa sổ nho, mấy văn hóa làm cho vô đó. Còn văn hóa phương Tây thì nó đối ngược cái đó, nên Tây Đông không thể hòa hợp vậy đi. Nếu mà ví dụ một cô gái phương Đông mà lấy ông chồng phương Tây á, thì sau này lỡ có bỏ nhau thì cũng không ai lấp đầy khoảng trống được. À, chân lý của Mỹ là tiền bom hậu pháo cơ giới thì chơi Tôn Tử, kiểu gì lại Mỹ, bây giờ mới có bom thôi chứ hồi xưa làm gì có bom em. À, thời Nabo đi Lê Ông đánh trận thì cũng đánh thường thường thôi, nhưng cũng cũng dao găm rồi cũng mấy cái súng nhỏ nhỏ rồi. Em nhận định là nước Mỹ từ sau World War II luôn tạo cho mình một kẻ thù. À, theo em nếu sau này không còn nước nào đối lập của Mỹ thì kẻ thù của Mỹ là aliens. Thế giới chắc chắn sẽ còn đối lập, không thể làm gì không còn nước nào đối lập. À, TQ sẽ là đối trọng lớn nhất của Mỹ vì chỉ có TQ mới đủ lực đường dài. Ờ, I hope so. Nhớ là kiên định trên lập trường mình đã chọn và đi hết cuối con đường nha. Đừng có bỏ bạn giữa chừng nha, quýnh giữa chừng quay xe chết kia nữa, khổ nữa. Ngày xưa cũng vậy đó em. Hai người chơi chung má giữa chừng ổng quay xe ăn phát một, người còn lại lên đường. Bài học năm nào người có nhớ không? Anh nhớ kỹ lắm em. Anh Pháp Nga hiện tại có ghét Đức với Nhật không anh Duy? Tại Đức với Nhật quậy quá trời, thời World War II đánh SML Anh Pháp nên bọn nó xíu có thuộc địa. Nhưng mà tất cả ghét Nga thì có, chứ chứ không phải là ghét Nhật với Đức. Nhật với Đức giờ cũng có nước ghét, nhưng mà cái khối em vừa nói thì nó không ghét. Ở gì Economic Predict 2024 will be worse than 2023, anh nghĩ sao? Cũng dám không chứ không phải giỡn đâu. Nợ trái phiếu của mấy công ty tới đó không đó. Tức là cái chu kỳ đáo hạn trái phiếu là 2023 với 2024. Không biết mà ông có đáo nổi không, đáo nổi vỡ nợ chết. Bây giờ chỉ cần cầu cho sản xuất nó cứu lại thôi chứ giờ hết phương rồi.
sản xuất nó cứu lại để cho nó giữ người công nhân lao động đó, đừng rời nhà máy, cái đó quan trọng. Rồi với du lịch nó phát triển trở lại đó, cầu hai đó thôi chứ còn mấy bất động sản phân lô bán nền thôi liệt luôn rồi. Anh có nghe vụ nhân viên Agribank bỏ mặc khách hàng xếp hàng chờ để vào khu vực gì để khu vực làm việc bán tăng để tổ chức sinh nhật khác họ ở rôm rã bị tùm lum trên mạng xã hội không? Em nói thì anh mới biết, ở Mỹ hành là làm hành chính giấy tờ tiền ít vẫn làm, tiền gì tùm lum lưa. Nói chung ở Mỹ hành chính giấy tờ nó nhiều loại, tôi thấy bạn tôi nó làm mấy lần mấy cái nhỏ nhỏ làm online không à. Nói chung thì nó khác, đúng là nó, hai bên nó có khác. Honda cái gì BRV mới với Kia không mua đồ Nhật đi em, Honda hỏi toàn mấy cái xe không biết không không mua đồ Nhật nha. Honda vậy đi, Honda hơi hẹp tí, Kia rộng nên phân dân. Trời ơi, hàng so với Nhật mà phân dân cái gì trời, hàng so Nhật chọn Nhật, hàng so Đức chọn Đức hết. Còn nếu mà tiền mà thốn quá thì thôi suy nghĩ đi, khi mà tiền thốn quá thì lúc đó là mình mới thiên kỳ xe hàng. Giờ chơi cho kinh tế không anh, ở kinh tế thì mua đại Kia Morning đi, Kia Morning hoặc VinFast về VF3 gì đó. Ừ, kinh tế là mấy đó đó. Vin sắp sắp ra xe ô tô cho người lương 5 triệu, khả năng không còn xe máy là cao. 5 triệu mua được xe hơi tôi cùi. Bây giờ 5 triệu mà mua được cái xe hơi mà nuôi được á, tôi tốn 100 triệu. Còn nếu mà không được á, đền tôi lại 200 triệu. Giờ vả quá rồi, chơi vậy đi cho nó lẹ khỏi mỏm, mệt quá. Ông mới 5 triệu mua xe hơi ngáo ngáo khùng cùng vừa thôi. Nói chuyện đó người ta ai, ai tin. Một cái người lương 5 triệu á, mà ăn còn đủ nữa, ngồi đó bạn gì nữa đúng không? Thực tế nó vậy thôi, giận thì chịu. Còn mà cái màn mà nói tao làm lương 5 triệu cho vui ở nhà ông bà tao cho, cái đó đi ra chỗ khác à. Cái đó không phải là đối tượng trong vấn đề mà lương 5 triệu mua xe hơi. Ok. À, 27 tháng 7 14:30 World Cup trận Việt Nam Bồ Đào Nha, anh rủ anh vô Texas xem chung cho vui. Nó có hai vấn đề. Thứ nhất giờ đó là giờ bên Mỹ người ta ngủ má. Vấn đề thứ hai, ở bên Mỹ kinh nhiều khi kinh nó trực tiếp ai biết coi đâu. Còn ví dụ ở Việt Nam đá thì Việt Nam chắc chắn là trực tiếp rồi. Hôm qua hôm nay uncle em về tới quê mà cái sim 4G em mua gắn với iPhone của ông không work anh. iPhone của ông sao gắn? Tức là iPhone của ổng là iPhone phiên bản Mỹ, mày mua sim quốc tế gắn có được. Giờ có cách nào không hả? Cách nào chịu rồi chứ cách nào nữa. Bây giờ em có cái điện thoại của em bật cái hotspot lên, em share hotspot cho ổng vậy thôi. Tại vì ông cụ của em là mua cái iPhone phiên bản Mỹ chứ không phải phiên bản International. Cho em hỏi ngu, hôm qua thằng kia nó khè em con biển số xe 00 triple 7 à, nó em khịa nó số 7 là thất rồi. Xong nó phán em câu biển đó mua 500 cũ. Em xin anh thông não mà biển đó có 500 cũ không để mai em khịa nó. Thật ra thì Lan đột biến định giá được, thì cái biển số xe nó cũng định giá được luôn. Nó nói nhiêu kệ, ờ cho vui đi. Cậu Nhưng mà cả nó dám bỏ tiền nó mua cái biển đó là thôi xã giao thôi nha. Vậy nói gì đó, xã giao thôi. mà cầm có đổ máu nữa. Xã giao thôi em. Có những mối quan hệ là chỉ là mình xã giao thôi. Thí dụ như thứ nhất là mua biển số nè, thứ hai là mua mấy cây là lạ đọt đọt nè, mấy con cũng là lạ đọt đọt nè. Nói chung là mua những cái thứ không định giá được các em. Mua bộ bàn ghế 5 tỷ rồi nè. Đó, mua 4 chai rượu rồi. Đó, mấy cái đó không định giá được. Thôi. Anh có nghĩ rằng Wagner sẽ làm một điều gì cực kỳ kỳ diệu vĩ đại và thay đổi chiến tranh giữa Nga với Ukraine không anh? No, I don't think so. Anh không tin là đánh mướn mà tạo nên thế cờ. Không phải đánh đánh mưu sinh, đánh kiếm cháo mà tạo nên thay đổi cục diện được luôn hả? Anh nói về Wagner hết thời rồi, giận chịu thôi, mệt quá. Tiến lui đều không được. Bây giờ mà Wagner mà đẩy qua Ba Lan cái nữa, Ba Lan đó là đào sẵn hố nó chờ kìa. Mấy em nghe thuyết âm mưu không? Wagner có mấy tên thôi mà đào đẩy qua Ba Lan. Chạy trả bài cho thầy cái chạy Ba Lan là bao nhiêu quân đội đang đồn trú ở đó chạy. Cái gì anh nghĩ gì về đại tá Nga hy sinh khi giải vây cho cái gì đó, thì đó là cái giá của chiến tranh thôi, có gì đâu mà nghĩ. Bây giờ quýnh lộn thì ông chết tôi chết thôi chứ giờ không biết nghĩ sao giờ nữa thiệt các em. Anh làm vậy đó, anh can rồi không chưa nghe, cứ bay đầu vô quýnh cho cố vô thì giờ thôi, không có gì nghĩ đó. Hai góc nhìn, một góc nhìn thì đó là cái chết của kẻ xâm lược, còn một góc nhìn khác đó thì cái chết liên quan cho tổ quốc. Vậy thôi, để lịch sử sau này phán xét mấy. Yuren đưa tin một sĩ quan cao cấp của họ đã bị hy sinh bên Nga vì cứu đồng đội. Chiến tranh mà em. Gì? Nước Nga đang nghiêm túc chứng minh họ chưa bao giờ quên tầm quan trọng của hai chữ vùng đệm. Nghe nói nãy giờ thì em hiểu mức sống Cali có vẻ cao hơn Texas thì phải cao hơn nhiều chứ em. Giá nhà rất cao, giá xăng rất mắc. Vậy thôi, hai cái đó đủ mày chết rồi. Hai cái đó đủ mày chết rồi. Cuộc sống căn bản của thằng là gì? Ở đâu chạy xe gì hết. Hai đó nó hút vô bụp. Xăng mắc gấp đôi, nhà mắc gấp ba, lương thì hơn chắc được chừng từ thôi nói đẹp đẹp đi cho từ 10 từ 15 cho tới 25% nói nó bự luôn đó. Ở lương chắc vậy, chưa kể đóng thuế nhập cá nhân nữa nha. Bên tới sợ ta miễn thuế nhập cá nhân nó mới cưng. Mày thấy bên tới sợ người ta chơi đẹp không, mà đường xá bên Cali hơn tủ tôm so với tới sợ, nói cho nó buông luôn.
Dạo gần đây á là nhà nước ông cụ Biden mới lên là kích thích cái gói 2.000 tỷ hạ tầng á, là đường ở khu bờ đông cũng cũng lên lên rồi đó. Nhưng mà khu bờ đông người ta yên bình đó, người ta không nhơ nhôi. Mẹ nó trắng ra là ở đời á, bên Mỹ á, cái drama mà hai thằng ghét nhau nhiều nhất đó là thằng Cali nhưng tới sợ thôi à. Chứ bờ đông người ta hiền hòa, người ta yên bình lắm. Bờ đông mà ngoại trừ cái ông Florida đó nha, Florida nó nhôi nữa. Bờ đông có ông Florida nhôi. Xui cho mày, mày gặp tao tao đành Mỹ lắm. New York sao anh? Ủa, New York nó thành phố đại đại đô thị top 1 thế giới rồi, nó đâu có ke đâu. Nói chung là thằng Cali vô sao tới sợ. Xong rồi nó có được thung lũng Silicon, nó có được cái thung lũng Silicon là hai tách á, nên GDP nó cao. GDP cao đâm ra mấy người đó, nó mấy mấy thằng mấy mấy thằng dân phụng sầm sàm đó, nó bú phem theo, nó coi tao ra gì chớ đó. Thì đúng là bên Cali nó có hai tách. Ok, anh tài trần có thể gỡ danh dự bằng các trường public của Cali hơn Texas chứ, đóng thuế cao thì gỡ gạc gì chứ, public hơn hơn con cái đầu mà chứ hơn. Mày học public ở Texas thì mày học public ở Cali thì mày ra Cali mày làm, mày học public ở Texas mày ra Texas mày làm thôi. Mẹ có thằng khùng nào học public ở bên Texas đi qua Cali làm không? Ai so mấy cái đó anh chị, đúng Nguyễn không? Hoàng, Thậm chí đi so trường Stanford với Rice cũng điên. Hàng đó mỗi thằng vua cõi học đâu làm đó, Nguyễn Hoàng cũng mở Cali, bên Cali. ra Mỹ nó đều nể như nhau thế thôi. Bên Texas ít quá nhưng mấy bang điều kiện nó không bằng mấy bang top thì cũng phần trăm đổ qua Cali nhiều nhất rồi. Anh Duy sống chết đè đầu anh tài trận nhiều quá, mày cho tao có link đi, mày cho tao có link người ta mua qua bên Texas, qua bên Cali người ta học bao nhiêu người đi, cái gì nó phải đánh đổi. Cái trường của mày cái răng ảo lên 1, 2, 3 răng xong rồi tự nhiên tao vô, thứ nhất học phí mắc hơn, thứ hai tiền nhà tao mắc hơn, chi phí sinh hoạt tao mắc hơn, tao có đánh đổi không? Đi qua New York học mẹ cho rồi đúng không, đi qua luôn Boston học bả cho rồi, để yên bình đó, để yên bình, đỡ đỡ gặp mấy thằng mày không bằng ai hết trơn mà tối ngày ba tao là số 1. Nó phải thực tế chứ em, cái em nói nó không thực tế. Mấy em mà vô đề tài mấy em cứ tối ngày tồn kho 30.000 biệt thự nhà phố nghỉ dưỡng nặng lắm đó mấy em, cái này gom gom là chỗ thành thành phố ma rồi đó Rẻ là mình mua nghe cái này không. Hiện hiện, hiện các thủ phủ du lịch miền duyên hải cả nước có gần 300 căn shop house rồi. Anh nói luôn nè, anh làm video rồi nhưng mà Tú dựng lâu quá. Bây giờ cái shop house nó nằm ở mấy chỗ du lịch để làm chi, đại loại để bán đồ cho khách du lịch, nhưng mà giờ thực tế nó không bán được, vỡ mộng không ai muốn hết đó. Nên nó mới bị thành đó, nhà phố biệt thự nghỉ dưỡng đồ nè không. Nghỉ dưỡng là gì, có biệt thự ở Nha Trang, có biệt thự ở Đà Lạt đồ. Một doanh nghiệp đó có trụ sở tại Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều dự án nghỉ dưỡng tại Bà Rịa Vũng Tàu và Phú Quốc tiết lộ 6 tháng qua sức mua nhà phố biệt thự nghỉ dưỡng và shop house ven biển phân khúc 15 tới 20 tỷ. Cần cận khi khô gì Cali cũng tại trận đây cũng triệu đô rồi nè. 15 tới 20 tỷ đồng một căn đa số mức thấp nhất trong 5 năm tới đây. Sức mua tiêu thụ khiến cho tồn kho hơn 90% sản phẩm là gánh nặng rất lớn chủ đầu tư vì phát sinh chi phí tài chính là vốn vay để phát triển dự án. Nửa cuối năm doanh nghiệp dự kiến thúc đẩy các chương trình ưu đãi khuyến mãi khi lãi suất giảm để gỡ lại nửa năm đầu bết bát. Gỡ được thì sao? Đi theo Tương luôn. tự doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều dự án nghỉ dưỡng phân bổ từ miền Trung vào miền Nam. Xác nhận đến quý 2 sức tiêu thụ của dự án hiện hữu rất chậm. Đối với biệt thự biển các tỉnh phía Nam do giá trị vài triệu đô một căn nên tồn kho đến 95% rổ hàng. Doanh nghiệp kỳ vọng vào việc nới lỏng các địa phương chủ động gì đó mệt quá. Đây đây không đây 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 biệt thự ngoài biển nghỉ dưỡng nè mấy em, nói thiệt anh không giờ ở mấy chỗ này. Nếu giá tầm mềm tầm 10 tỏi anh mua không? Không mua làm phi khô gì. Lượng tồn kho của các nhà sàn nhà các tài sản liền thổ ven biển tăng xấp xỉ 30.000 sản phẩm. Riêng sản phẩm biệt thự biển tồn kho đến cuối tháng 2 đến cuối quý 2 đến 15 căn cả miền Bắc và Nam, trong đó 2.400 căn đã mở bán nhưng ế và khoảng 12.600 căn thuộc giai đoạn tiếp theo của dự án còn lưu kho, vướng giai đoạn bất động sản đóng băng nên chưa kịp tung ra thị trường. Là những cái nhà dạng đó đầu đọc đọc comment không, đầy quá rồi comment luôn. Giảm xuống còn khoảng 5 tỷ thì may ra tiêu thụ được, còn nếu không thì để đó sẽ xuống cấp và phá bỏ thôi, đã đến lúc trở về với giá trị thực của nó rồi. Coi dưới đây nói gì, vừa bán vừa tặng 1 tỷ thôi bác, tôi đảm bảo đất trung tâm tươi, để đó 30 năm không có người mua mới chuẩn. Vấn đề là làm gì có ai ở mà mua hả bạn, họ xây để kinh doanh lướt sóng, giờ hết tiền nằm ở đất giao dịch đóng băng, có giảm nhiều nữa thì cũng không ai mua. Thôi các nhà đầu tư đừng bán nữa, cứ để đó chia cho con cháu chắc chích, mỗi đứa 1, 2 căn, chúng nó không phải mua nữa, như vậy con nói chuyện luôn. Này đúng rồi. Ai dạy gì đi mua biệt thự nghỉ dưỡng làm gì, cho thuê bao giờ hoàn vốn, mà ở thì cũng chẳng tận đó mà ở đó. Khi bạn làm sản phẩm mà thị trường không có nhu cầu sử dụng thì sẽ chịu đổ hoặc phá sản thôi.
phá sản gì nó phá sản chết thằng đóng nhà đầu tư, nó gọi là cái nhà đầu tư của mình nghe nó oai oai thôi, chứ nhiều khi hùng đó, hùng cái biệt thự đó đó, hùng vô 50% gì đó thành nhà đầu tư rồi, xong rồi cái biệt thự đó đi 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 cho thuê, rồi người ta lấy cái tiền lời đó người ta trả lãi cho cái 50% đó, dạng huy động vốn thôi. Ngoài biển. À, không hiểu những người phát triển dự án nghĩ gì khi phát triển quá nhiều loại bất động sản nghỉ dưỡng như vậy. Thử hỏi thu nhập của những nước đang phát triển như Việt Nam thì có bao nhiêu người có nhu cầu nghỉ dưỡng. À, ta thấy rõ Cuộc sống em vẫn ổn, thu nhập đều hàng tháng, nhưng anh cho em hỏi là em không có được gì ngoài việc ba mẹ nói tìm vợ em để ngoài tay. À, thì khách hàng họ họ cũng hỏi em có gia đình rồi, chừng đó tuổi lập gia đình được rồi. Thà một người nói đằng này hai ba người nói, hai ba người trong một ngày mách câu đó thì em áp lực và mệt mỏi vô cùng. Em xin anh di binh cho em, nhưng mà mày khoái cảm giác có vợ không? Thì cái này quan trọng là em có thích hay không thích mới binh được chứ, giờ vấn đề vợ con, vấn đề tế nhị mà.